Hello xin chào mọi người thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách cắt manicure cho người mà mới học à, cắt da thì à, khi mà các bạn cắt á, các bạn chỉ cần dùng nước để các bạn ngâm thôi tại vì khi mà mình dùng những cái hóa chất những cái à, nước mềm da thì khi mà các bạn làm sờ lát thì các bạn lỡ mà khách họ rửa tay không kỹ hoặc là chúng ta chùi không kỹ thì cái nước mềm da nó cũng rất là dễ làm cho màu nó bị chóc cho nên khi mà các bạn làm thì các bạn cố gắng tập làm sao mà chỉ dùng cái nước để chúng ta ngâm tay mà chúng ta cũng có thể cắt da được đó là điều rất là quan trọng tại vì khi xưa thì chúng ta dùng tương đối là những cái màu thường thôi nhưng mà bây giờ đã có màu sờ lát cho nên mình clean không sạch thì nó sẽ dễ bị chóc màu ngay lập tức đó. cho nên các bạn cứ dùng nước để tập cho chúng ta cắt me thì khi mà các bạn dùng nước tập cắt nhẹ thì nó cũng hơi khó tí tại vì cái nước nó sẽ không ngấm nhanh bằng cái uh, nước mềm da đó nhưng mà khi mà các bạn đã tập được rồi thì nó giúp cho các bạn cắt được dễ dàng hơn thì đối với những người mà mới bắt đầu vào nghề neo thì các bạn học ở Việt Nam rồi thì các bạn qua bên đây để các uh, qua nước ngoài để các bạn làm neo thì cách làm neo ở nước ngoài nó sẽ khác với những cách làm neo ở trong ở việt nam của chúng ta vì ở việt nam đó, chúng ta cắt da bắt buộc chúng ta phải cắt thật là thật là thật là kỹ thật thật là sạch nhưng mà ở nước ngoài thì khác à, họ không có cần các bạn phải cắt cái kiểu cắt giống như là ở việt nam chúng ta chỉ cắt làm sao mà cho nó sạch nhìn những cái da chết trên tay nó sạch thôi chứ không cần phải là cắt những cái phần da mà không cần thiết mà các bạn cũng phải cắt. Không cắt như vậy, chúng ta chỉ cắt những cái da mà cần thiết chúng ta cắt thôi. Đó. Thì cái cách làm neo ở nước ngoài là nó khác ở Việt Nam chúng ta là chỗ đó. Khi mà các bạn làm á thì các bạn cắt các bạn nhìn trên tay chỗ nào mà da nó nhô lên hoặc là những cái da mà nó bị chóc bị nứt ra thì những cái phần da đó chúng ta nên cắt cho sạch đó còn mà các bạn đừng có chú ý mà cắt theo cái kiểu giống như ở việt nam của chúng ta những cái phần da mà ừ quá dày chúng ta cũng phải cắt xuống cho nó mỏng thì cái đó không cần thiết thì cái đó chỉ chỉ gặp những người khách nào mà họ thật sự muốn cắt những cái da đó thì chúng ta mới cắt thôi ngoài ra thì chúng ta không cần phải cắt những cái da đó đi đó. Chúng ta chỉ cần cắt dòng da Những cái da nào sười lên Chúng ta cắt cho sạch thôi Và các bạn nhớ khi mà các bạn sủi da Các bạn sủi cái đầu dụ, cái đầu sủi chúng ta gần vào cái dòng da thôi Đừng có sủi từ ngoài sủi vô Vì khi mà các bạn sủi từ ngoài sủi vô như vậy Nó sẽ làm chóc cái lớp sừng trên cái móng tay ra Thì khi cái lớp sừng đó mà lát nữa các bạn xử lý không cẩn thận Mà các bạn sơn màu lên thì nó sẽ rất, rất là dễ bị bong bóng Hoặc là dễ bị cọm cái màu lên đó ở nước ngoài thì họ đòi hỏi chúng ta cắt là phải sạch lau chùi sạch bên dưới và chúng ta cắt sạch những cái da chết mà sười lên cho họ chứ không cần phải cắt những cái dòng da mà dày của họ đi đó. thì những cái dòng da mà cắt dày, những cái dòng da dày mà muốn cắt đi ấy, thì có nhiều người khách họ đòi hỏi mình cắt thôi thì mình phải cắt còn những người khách nào mà họ không đòi hỏi thì chúng ta không cần phải cắt đi những cái da đó của họ chúng ta chỉ clean up chúng ta sẽ cắt làm sao mà nhìn vô cho nó sạch sẽ nhìn vô cho nó không có da sười lên là ok đó thì khi mà các bạn sủi da các bạn cũng nên chú ý những cái da nào mà dòng những cái khách nào mà họ có da mà mọc dính lên móng á mà các bạn không thể sủi được thì những trường hợp đó các bạn nên lấy cái đầu dũa nhám chúng ta chạy nhám sơ qua cái dòng da để cho những cái da đó nó mung lên chúng ta sẽ dễ dàng cắt được hơn đó. và trước khi các bạn cắt me các bạn cũng nên nhớ là nên rửa xếp và bóp phờ sơ cái rồi chúng ta hãy bắt đầu cắt vì khi mà các bạn ngâm vào trong nước thì móng nó sẽ mềm đi và khi mà chúng ta rửa xếp thì nó sẽ bị sười ngoài đầu móng đó. các bạn nên chú ý vấn đề đó để các bạn thấy mình cắt không rất là đơn giản những cái chỗ nào mà sần sười da sần sười thì mình cắt thôi những cái chỗ nào mà không có sần sười mà nó nhìn nó láng mịn thì các bạn cũng không cần phải gỡ tới đó thì cắt me nói chung là tương đối là đơn giản thôi các bạn nếu mà cắt theo kiểu ở bên nước ngoài cho người ngoại quốc thì chúng ta cắt như vậy còn đối với cắt cho người Việt Nam ta thì chúng ta phải cắt thật là sạch những cái da chai luôn nhưng mà người nước ngoài thì họ không cần những cái bước đó chúng ta chỉ cần cắt như thế nào mà cho sạch những cái hang neo những cái da mà bung lên bám trên tay của họ thì chúng ta cắt đi những cái phần da đó và chúng ta sủi làm sao mà cho cái dòng da nhìn nó tròn là ok nói sau khi mà các bạn đã cắt xong rồi gì các bạn dùng bóp phờ các bạn bóp sơ lại để chi bóp những cái phần mà sười đó chúng ta bóp sơ lại các bạn nhớ khi các bạn bóp đừng để cục bóp phờ nó đụng lên cái dòng da vì khi mà nó đụng lên dòng da vậy thì nó sẽ sười da lên và bắt buộc chúng ta phải cắt lại thêm lần nữa nó sẽ mất thời gian của các bạn đó. Các bóp làm sao mà để hai ngón tay của mình ngón tay cái đó vị trí gần cái dòng da để cho ông ta biết khi mà ông ta đụng cái tay cái của mình là sẽ đụng cái dòng da đó khi mà các bạn bóp như vậy nhìn cái đầu móng mà nó có bị sười thì các bạn cứ đẩy nhẹ ngoài đầu móng để cho nó chóc cái sười ra Ok, thì video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy cho mọi người thôi. Thì mong là các bạn sẽ thích video của mình. Nếu thích thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh của mình nha mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.